lùm đi vi vang một vài những buồn sang khắp những hang lầy đá lầy yết lê đã bố đã nè ta ba lần trả tập ngư đá lần dập ní dập qua cơ một lời rung răng dừa đá bình cân này yến hang lầy nhầm gỗ lê từng lệ dập núi mà bố lần trả tập ngư ta lại bù màu bố lê bù lần ố dẫn nó mày mạng xem lăng núi mày crom cơ ta lầy đá lao cơ nhú từ gỡ trăng màu dập núi khi bù phun bù lần sám thì nhiều bộ rượu dừa lại nó lại như lệ giáp lại sốt lại biển lệ tổng trong tin báo chí bằng chặt ngáo mượn lệ trong trôn với ngã nền nó lại ngã này đã bù hiểm bạc nên mày càng rắc cật lại dọn biện như yếu một tòa án ở tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt một nhà hoạt động cho quyền của người dân bản địa không biết không 3 năm dưới tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Dân nó lại này hiếm bạ tạ bộ mệt vã. Còn nó ngờ dạp mạ chính nuôi phổ phun vô lần ạt nhu lệ cả tài sổ mơ. Dân nó hơi đầm bệ bè nằm đi lại mệt vã yàng tài buồn sang ta tổ mạ bạ tài dân. Hiếm bạ lại đầm nữ chính. Nên bình ý lệ dân hèm dân lại ước tạ phùy bằng hàng dân nế thao đi bè. Hãy tiếp hàng yuan nế hiểm, hãy tiếp hàng yuan nế thọc tàu ta mô xung báo chút. Mô thọ thầm á, mô xảy rao lùm ta yuan phát hành tí. Nó nế tùy đã bố nế sẽ kèm nươi mê khrom, nhu chẳng bố mô chẳng lũ, chẳng dập mạ nhu xa chóm nươi người dân bản địa đôi. Hiếm bắt, nợ phát cơ đi gỡ, nhờ dập lại dụng dân chủ như lệ. Cứ mang lại hiền pháp thì nhu bố mô mà. Như chi dân bản, dân kiểm tra, dân giám sát, mau mà. Mang bộ luật dân sự nhỉ? Mau, dịu mẫu. Xâm sức khỏe này lại tính chốc tăng là lại thực hiện nơi không phải khởi lại nhiều dựa mang lại phiền là nhớ. Và thực thi, lê tưởng phải học đi, loại về đi. Xâm mạ mà, nước rưỡi hết lâu thuần cả. Nói này trong nước Việt Nam toàn nước, còn ngoài nước của trong nước hẳn ấy hoang mang về đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng bạn như sẽ đối xử người dân bản địa lên tướng lây như càng tử lê tướng này đứng hàng lầy giật lên đằng ông danh như ông danh Quang Minh bập nhỉ ông danh như Quang Minh Quang này trong một phiên tòa vào ngày 7 tháng 2 bị cho là đã vi phạm pháp luật nhiều trên không gian mạng từ 2001 xui lấy nhà lệ sửa nền lấy sót biển tru đến tháng 7 đến tháng 7 ở 2023 ta lấy sót này lại coi là mạo bọ sôi này tru là đây bù phát hiện đã gỡ như là nhậu bọ này tôi hàng lăng hàng lại biển có biết bằng bọ tôi lấy tính sắc tăng không biết không tạo bù vật nuôi màu nhà đây gà tạo một phải đẹp ta tiếp hàng phùng rồi dần đã mò sót sam ta được ôi vừa cất nhờ hiu với mạng như một bre người dân bản địa căn bre là mấy thâu trang mạng xã hội trong nước ngoài nước cất lần chặt này chị nên mày bre xem lăng mực lại thông tin này đăng sứ sky này một tòa án ở tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt một nhà hoạt động cho quyền của người bản địa Khmer Krom 3 năm rưỡi tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông Danh Minh Quang trong một phiên tòa vào ngày 7 tháng 2 bị cho là đã vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, ông đăng tải 51 bài viết hình ảnh với nội dung được nói là có tính chất tiêu cực tuyên truyền xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Em mức có lời giọng hiếp. Tiêu cực tuyên truyền lợi dụng cá nhân nút như lệ. Xâm nhiễm bạn lợi dụng cá nhân cự giáp với cha chồng nuôi thao khắp cứ thao căn cứ cứ bố lệ chăng cứ răng giáp nhô chính nuôi bộ phun phun lần từ nhiều bộ rễ ô duyên ấn lời này hiếm bạ mình quang này hiếm bạ nhầm mến nhận đăng mang lên Facebook lệ đăng tải chia sẻ công khai vui như lệ đất nước Việt Nam tự do thông tin tự do báo chí tự do ngôn luận tự do họp lập hội họp hội lập hội hiếm bạ lời tự do thông tin này thông tin tức là thông tin tự do bất cứ bù cất y càng ngã trường hợp y ngã sốt lệp hẳn thông tin ấy đăng bờ đài dìm núi bờ đài cà phá phung dối bờ đài lúng đà bờ đường như sốt
bữa nay sky này tôi đã bố sky nhưng bạn minh quang lên bạn chàng núi rằng giáp cự xa chồng núi cờ tầm núi chỉ bộ phun bù lần núi xăm lấy nhớ cắt ở là mà nhưng bạn là chinh tôi hôm nay trong nước Việt Nam hôm nay lúc như sắc tộc lo lắng lệ thật hoang mang đáng cộng sản Việt Nam như thế nào tương lai nên phải xem tăng tấn lấy đại quê hoa lợi dịch lên này. Hồi tại địa phương, theo báo Sóc Trăng, trong một thông cáo hôm 7 tháng 2, Liên đoàn Khmer Krom, một tổ chức tranh đấu cho quyền của người bản địa Khmer Krom, có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ, lên tiếng bênh vực cho ông Danh Minh Quang và bà Đinh Thị Huỳnh, một cư dân Khmer khác bị tuyên án 2 năm tù hồi đầu tháng này với cáo buộc không chấp hành án do bà cố dựng chòi để cư trú sau khi chính quyền cưỡng chế nhà của bà. Dựa đến lời này, lũ bọn cả đã bộ cơ tờ lời nụ của Đảng Cộng sản Việt Nam nhu tôi đã lặng thảo hợp địa lệ nhu bộ mô tồn tại lâu dài đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Kéo tôi đã bộ kết quả tờ nhu là ứng xử người dân bản địa. Nó như mềm đung đi gặp phê mộng cơ tờ lời dịch lễ, rồi với cơ tờ lời nhu mạ bọn lệ tầng xem lặng tôi như bọn cưng hằng ơi dạ. Lê tương hằng ở dạ đã đùm đại ra lâu đi, vất cơ mệt vai dòng đời buồn sáng đã anh chặt nhau lâu đi, lê lùm bù anh buộc cứ buồn cúm mà rộp rộng đi, nhô lại kẹ kề đã buồn sáng đã về lăng về địa biên thảo phí bông, lê tương thấu ngã hẻm lùm đã như buồn cường, tôi ủng hộ buồn mà, lê tương bao đại buồn mà, lùm đã khập từ như buồn, xăm lại như buồn như thực thi bố như một thứ. Còn nông có nhiều bươi quyền lợi của nhiều bộ đối lệ nạ buồn sang đã bồn là nhiều gì chị bây nạ buồn sang đã bồn nhập gì ta bồ lại như mong plung như trốn như giàu dân năm tư nền bình luận như tiếp hàng tài nhưng phải tiếp còn nóng cái dẹp ra được chưa chứ bây là đẹp dẹp ra nhũ mong gạt căn nghèo mà căn mật lễ thế bây giờ nhờ tiếp còn buồn ấy còn nhật thầu ấy nhưng phải sĩ căn câu nhũ sĩ em mầm nhũ lẽ tiếp mắng dọn dẹp xong qua ngày đối với bộ sao mà trú ra đây hả bác trú năm 96 97 đã bồi á dọn miền Bắc lan tràn như trôn bộ bự à như dẹp trôn như bác giải phóng mặt bằng Tây Nguyên lê tương như dẹp dân kinh tế mông nồn nhớ đã buồn sang đã lụt chọc hè à trú ra này tôi hay như lệ pni chẳng nặng buồn sao đập pni đáng gần như phú nhưng bạn thâu nhẹ chỉ lên thâu nhẹ chẳng lạ lệ trong mò bụi lệ tích cái bùm mà xem cho nên dưới mò như nhẹ đôi tay chạy nhu nhẹ với cái càng có bọc ngăn bạc sầu lụi lệ như nhẹ chỉ lên dưới mình như nhẹ chỉ lên nặng buồn sao đã rốt bây giờ như nhẹ chỉ lên nặng buồn như nhẹ với chỉ lên lệ như càng nặng buồn sao như mò Hà Nội thì trôn phải lật là lệ trong chỉ lên lệ nhu nhẹ chúc với chỉ lên nấn nửa mạ bắt đầu biên sĩ Hà Nội như đi sĩ Trung Quốc mẹ cái áo nhật sĩ nó như ngại chiến lẹt bây giờ như ngại chiến lẹt vợ nạ người nạ buồn sang một nhà đầy gà đập bộ duyệt mẹ mông nôn câu phần này hiếm bạn đập bộ nạ buồn sang đá duyệt như bao tròn bao đá đúng đua thôn lao thôn duyệt sang say sang tưng sang lồi á bữa nạ ta phun phun bù lấn này chưa về đá mơ mà sang sừng sang say từ nhiều nạ buồn sang đá bây giờ là nạ buồn sang đá treng rồi cười cái nào xăm như bùn rể chứ bây như bùn rể nhiệt tiệt kinh tế y vay vốn như cần pre, cần nong nhiều pre y, dạ, tua bệ thằng vọc in trong chặt lề đuôi, nhô hiếm bại nhô, nhô mau prak, nhô mạ prak nóc na cây nhô pu, lề trong pre mạ để chốt này chốt không vật nhân để chốt không plean hiếm bại, năm hect sáu hect mười hect đi, nhô chốt lần lại như ngạ mà, lề trong nhô mau prak trong nhô mạ prak nhà nước mơ, nhô pre lần nạ buồn sàng ấy bộ, tập năng nhô lợi dụng chức quyền chức vụ bằng xã mà huyện bằng tính thu lần đã buồn sang đầy gà ta như lệ lần lại bởi dự lần đã buồn sang ô lần lại lần có con nà lần của nhà nước tớ đã em cứ tặng hay nhu như lệ bởi dự lần đấy ô tớ đã lần đấy nó bạc mà bạc bạc mà mì vậy như lệ cả ta bùi á dù nên lời đã buồn sang ta lệ ta thấp bố hút lệ đấy dù nên tọ mong thôn tổ bố xa lệ mốt lệ rung tầm nhớ rù hả này đã buồn sang ta di tùy cái nạp tùy nào rù hả này á nó là một niềm nắp tưng tôi đã buộc được nạn đang có sẵn Việt Nam có bạn nhiều càng nào lê trong lâu từ nhập tu lê từng lưu cho anh em nuôi hay có đáng có sẵn Việt Nam hàng lại lần lá hàng lại nuôi càng phi băng hàng lại đập nàng cần mẫu lưu đang càng bộ càng tiếp chúng ta
hàng đáng này lên núi như cái nhu cái tại mà rẻ này rồi ta là bây giờ không nào vật không nào vật nặng buồn sang nhập bồn tắm như này dưa cất lại mọi thứ nóc na nhà tươm lợi dân trị dân nhưng mà nuôi mong miền Bắc như trôn Bắc Kỳ Cà Mau lê đứng lưu chả một cần đứng trôn bình ngang tập bồn cần đang trôn nhẹ trăm bồn viên đang tập bồn cứ đa đang trôn phát đi vậy nhờ lệ bây giờ mấy ô nặng lại lại đang nặng buồn luôn sang được bây giờ đang dự liên quan cái xã của huyện cái tỉnh ô xong tiếp bằng trong lời nó là rẻ đến nhiều ngạ ôi dòng đầy buồn sang về mình cái lệ cờ tiêm tiếp bằng cả mềm đa là dệt lên này mong nít mong cả mềm ta đi đứng cật là dệt lệ buộc lại cật là yuan tôi cọ nhiều lệ gọi về nuôi trần Minh Quang này lại tôi Quang này lại Minh Quang đã bổ nuôi cha micron là cầu kẹng giáp cự sai chồng nuôi người dân bản địa được nấu cự lao thôn ạ buồn sang tạo một phà đèn là mong khảo tôi hôm nay như thế nào vì bằng buồn sang cặp nhưng không nít mong mình đùng được hàng lại trên new free cặp thêm mình vì đã bán hết một lại.